Tại sao chúng ta phải thực hiện SEO YouTube? Thực hiện SEO YouTube để đưa video của bạn lên top tìm kiếm. Hôm nay Nhân Mỹ sẽ cho bạn thấy được hiệu quả khi thực hiện SEO YouTube. Khi bạn có một video mà chưa thể tiếp cận nhiều người thì còn cần chờ gì mà không thực hiện SEO từ khóa. Ở đây, bạn dễ dàng thấy được khi chưa thực hiện SEO từ khóa, video của bạn sẽ không thể xuất hiện trên top tìm kiếm cũng như khó tiếp cận đến người xem. Điều đó cho thấy dù video bạn có hay nhưng vẫn chưa hiệu quả. Nhìn vào màn hình ta có thể thấy thi chưa SEO thì bảng điểm chúng ta là 0 ở bảng VidIQ. Tiếp đó, chúng ta sẽ thực hiện SEO từ khóa, các từ khóa có liên quan đến tiêu đề, mô tả, nội dung video, để dễ dàng có được các từ khóa lên top. Khi thực hiện xong ta sẽ thấy được ở bảng điểm VidIQ trên 65 điểm hay điểm xanh là rất tốt, nếu gần 100 điểm thì SEO rất thành công. Và sau đó ta tìm kiếm từ khóa có liên quan trên thanh tìm kiếm trên YouTube thì ta sẽ thấy được video của mình đã lên được top tìm kiếm. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chúc các bạn thực hiện thành công.